Xin chào tất cả các bác, anh các chú ạ. Hôm nay tiếp tục em lên video giới thiệu cho tất cả các bác một số các cái hàng dây trượt với cả vít me mới về nha các bác. Em có đánh số thứ tự đây rồi, các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì cứ chốt cho em theo mã số như trên video. Hàng Nhật bãi Long Hợi, số điện thoại đặt hàng 0975 275 636 hoặc số điện thoại 0942 453 417. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa thì bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi. Để tiếp nối vào cái video lúc sáng thì em có đánh số ở trong cái video hôm nay là từ mẫu số 51 nha các bác. Đây đầu tiên là mẫu 51 này. 51 sẽ là một cây vít me, mẫu này sẽ là vít me bi ạ. Hai đầu nó sẽ có cái gối này. Cái gối này kiểu nó dạng hình vuông nhá. Chỗ em thì hãy gọi nó là gối của bi đĩa đấy. Đây, mẫu này phần đầu trục của đây em sẽ đo được là phi 20. Còn phần ren của mẫu này là phi 32 nha các bác. Mẫu này là loại lớn nha. Đây bên trên đây cũng, bên trên đầu này cũng sẽ có cái bi đĩa này. Đấy, mã của nó là đây là 205. Phần đường kính của bát ren đo được là 48 nha các bác. Đây là đường kính của bát ren. Em sẽ đo chiều dài của nó luôn và hành trình của nó luôn nha các bác. Mẫu này mà để nguyên thì đo tổng cả chiều dài sản phẩm sẽ được là 98 cm. Hành trình này, mẫu này hành trình được dài nha các bác, hành trình 75 cm. Đây là mẫu vít me bi này, hình thức thì em thấy còn rất là mới và đẹp luôn. Đây các bác nhìn thấy hình thức này, rất là sáng sủa và đẹp nhá. Số 51 của em có giá là 350.000. Vít me phi 32 là loại lớn đấy ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 52 nha các bác. Ở chỗ này của em nó đang hơi chật một chút. 52 nó sẽ là cái dây trượt. Dây trượt hôm nay về cũng khá là nhiều mẫu và nó đẹp lắm nhá. Mẫu số 52 này, cái này của em đo được là bản dây 20. Còn chiều nghiêng của nó thì đo được là 16 nha các bác. Kích thước của bi này, cái này bản rộng của bi đo được là 43. Còn chiều dài của bi thì đo được là 62. Bản 20 nha các bác, mẫu này rất là đẹp. Chiều dài phần thanh dây đo được là 91 cm nha các bác. Đấy. Bộ này thì các bác sẽ đang thấy là sẽ có là 2 dây và 6, à đâu, 2 dây và 5 bi trượt. Cái thanh dây bên trên có 3 bi này, còn bên dưới này sẽ có 2 bi nha các bác. Bộ này là số 52, có giá là 500.000 cái bộ này. Dây đẹp lắm. Tiếp theo đây là mẫu 54. À 53 chứ. 53 nó mới lại bản dây to này. Cái này của em nó là bản dây 23. Chiều nghiêng phần dây đo được là 19 ạ. Em đo kích thước của bi này, bản rộng đo được là 47, chiều dài của bi đo được là 80. Phần thanh dây chiều dài đo được là 50 cm các bác. Bộ này các bác này, dây bi trơn trượt nhẹ nhàng luôn, mẫu số 53. Bộ này nó gồm 2 dây và 4 bi trượt, có giá là 400.000 bộ này nhá. Bản dây to đây các bác. Tiếp theo là mẫu 54. 54 này em đang có là 2 bộ đây. 54 có 2 bộ này. Cái này của nó là bản dây 15. Chiều nghiêng phần dây đo được là kém một xíu nữa là được 15 nha các bác. Đây kích thước của bi này. Cái này bản rộng của bi là 33. Chiều dài của bi đo được là 53 nha các bác. Phần thanh dây mẫu này được 52 cm. Một bộ thì sẽ gồm là 2 cây dây trượt và 4 con bi nha này. Đấy, trên mỗi một thanh dây sẽ có 2 bi nhá. Bộ số 54 này của em có giá là 180.000 một bộ là gồm 2 cây nha. Đây 54 em đang có 2 bộ này. Còn đây là mẫu 55. 55 là cùng kích thước của cái mẫu 54 nhưng mà nó là một thanh dây lẻ. Sẽ có một dây và hai bi trượt như này. Có giá là 90.000. Đấy, bác nào muốn mua thêm thì mình có thể mua thêm một cây dây lẻ này về để mình sau này có hỏng hóc hay là mình có thay đồ thì mình cũng có thể thay được nhá. Nó cùng kích thước, cùng một loại với cả mẫu số 54 đấy ạ. 55 là một cây dây lẻ, có giá là 90.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 56. Đây ạ, 56 là bộ này. Mấy cái bộ này thì nó chỉ hơi khác một chút với cái đường dây thôi. Còn đâu là đều bản 15 này. Đây bản 15 nha các bác. Kích thước của chiều nghiêng của nó đo được là 13. Phần thanh dây này, cái này bản dây đo được là 33. Chiều dài, bản rộng của bi là 33. Chiều dài của bi là 55. Phần thanh dây mẫu này đo được là 56 cm. Bộ này các bác cũng sẽ thấy là có gồm 2 dây và 4 bi trượt. Có giá là 180.000 bộ này nhá. Cái này có một bộ này và một thanh dây lẻ này. Đấy, bác nào muốn mua dây lẻ này thì báo em nhé, 90.000, giá rẻ luôn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 57. 57 đang có 2 bộ này. Mẫu này của nó là bản dây 15. Chiều nghiêng của nó sẽ là 17 nha các bác. Kích thước của bi, mẫu này bản rộng của bi là 33. Chiều dài của nó là 55 nha các bác.
Phần thanh dây mẫu này đo được là 57 cm. Một bộ thì sẽ gồm là 2 dây và 4 bi trượt như này. Có giá là 180.000 một bộ. Này em đang có là 2 bộ đây nhá. 180 một bộ 2 cây. Tiếp theo chuyển qua mẫu 59. 59 là có 2 bộ này. 59 có 2 bộ nha các bác. Mẫu này của em nó là bản dây 15. Chiều nghiêng phần dây đo được là 13. Kích thước của bi này, bản rộng của bi là 33, chiều dài của bi đo được là 65. Mẫu này phần thanh dây đo được là 67 cm. Bộ này các bác sẽ có là 2 dây và 4 bi trượt, có giá là 200.000. Các bác thấy nó đang có rất là nhiều mỡ nguyên zin của nó thì em không có lau đi, em để nguyên vậy nhá. Tất cả dây bi thì đều trơn trượt nhẹ nhàng luôn ạ. Số 59 đang có 2 bộ, gồm 200.000 một bộ nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 60. 60 là nằm ở bên này. 60 đây là một bộ dây mỏng này. Cái loại dây mỏng này hôm nay chỉ có mỗi một bộ này thôi. Đây các bác, dây mỏng này. Cái này của nó là bản dây là 18. Còn chiều nghiêng phần dây đo được là 7 ly nha các bác. Bộ này cũng có 2 dây và 4 bi trượt này. Bản rộng của bi là 29. Chiều dài của bi đo được là 3 mấy đây. Chiều dài của bi nó hơi tối ha. Chiều dài của bi đo được là 37. Mẫu này phần thanh dây ở đây sẽ đo được là 45. Đây các bác, bộ này gồm 2 dây và 4 bi trượt. Mẫu số 60 có giá là 100.000 thôi. Giá siêu rẻ luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 61 là một cây vít me. Mẫu này là vít me bi nha các bác. Một đầu này sẽ có gối nhôm này, còn đầu bên kia thì không có gì. Phần đầu trục mẫu này đo được là phi 10. Phần vít me đo được là phi 15. Phần bát gen này, đường kính bên ngoài đo được là 34. Em đo kích thước này, mẫu này tổng chiều dài cả sản phẩm là 60,5 cm. Còn hành trình nhá, 30 mấy đây, 37. Hành trình của mẫu này là được 45 cm nha các bác. Hành trình cũng khá là dài. Mẫu số 61 này của em này, có giá là 100.000 thôi. Hàng đẹp mà giá rẻ luôn. Hôm nay cả vít me và dây trượt đều giá rất là rẻ nha các bác. Nên bác nào thấy cái bộ nào mình thích hợp với nhu cầu của mình đang có nhu cầu chế cháo đồ mà nó thích hợp với nhu cầu thì mình chốt đơn liền luôn. Tiếp theo là mẫu 62. 62 là cái cây này. Cái này thì bên trên nó sẽ có là vít me, bên dưới cái phần bản này này nó sẽ là dây trượt nha các bác. Ở bên trên này là có một cái này, không biết là cái gì đây, kiểu như cái motor hay sao ấy các bác. Ở đây là có đầu dây điện này. Còn bên đầu này nó sẽ có một cái motor step nhá. Cái này cái một phần là motor thì nó ghi là hàng Made in Japan, điện nó ghi là 12 đến 200V. Đây, trong cái phần motor này nó kết hợp sẽ có là khớp nối. Có cái phần khớp nối mềm vẫn còn ở đây nhá. Cái mẫu vít me của em sẽ là vít me bi nha các bác. Đây, phần khớp nối vẫn còn này. Quay thì trơn tru nhẹ nhàng nha các bác. Đây, bên dưới là bản dây của nó, bản dây to nha. Đây, em sẽ đo lần lượt này. Mẫu này phần vít me ở đây em sẽ đo được là phi 15. Còn bản dây bên dưới này, bản dây bên dưới của nó là bản to, bản 42. Cái đầu bên này sẽ có gối nhôm nha các bác. Tổng chiều dài cả sản phẩm luôn là được 72 cm. Để em xem hành trình này, 25 này. Hành trình mẫu này khoảng 47 cm nha các bác. Đấy, đây là mẫu số 62. Cái này của em sẽ có giá là 300.000 thôi. Đấy, bên dưới sẽ là dây trượt nha các bác. Bên dưới dây trượt sẽ có bi. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 63. 63 ở đây em đang có 2 bộ dây trượt này. Mỗi một bộ thì sẽ có 2 cây nhá. Cái bộ này đẹp lắm luôn này. Mỗi này bản dây đo được là 20. Chiều nghiêng của dây đo được là 18. Đây các bác, mỗi một cây dây của nó sẽ có 2 bi nhá. Bản rộng của bi thì em đo được là 43. Chiều dài của nó đo được là 80. Đây em đo chiều dài phần thanh dây này. Phần thanh dây đo được là 156 cm nha các bác. Một bộ thì sẽ gồm 2 cây là 700.000 này. 700.000 một bộ gồm 2 cây, sẽ có là 2 cây dây và 4 bi trượt. Mẫu số 63 này, em đang có là 2 bộ này các bác, 2 bộ là gồm 4 cây đây nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu 64. 64 mẫu này cũng phải đang có 2 bộ này. Mẫu này bản dây to mà bác nào thích nhiều bi thì mình chốt bộ này. Cái này nó tận 8 bi bộ này cơ. Mẫu này của em đo được là bản dây là 25 này các bác. Chiều nghiêng phần dây thì em sẽ đo được là 17 nhá.
Đấy, bác nào mà thích mà bi to dài này, nhiều bi thì mình chốt liền bộ này. Bộ này của nó là bản dây, bản bi. Bi của nó bản rộng là 5cm. Chiều dài thì em đo được là 10cm nha các bác. Đây em sẽ đo chiều dài phần thanh dây này. Đối với cái mẫu số 64 này, phần thanh dây thì em sẽ đo được là 165cm. Là dây mét 6 đấy nha các bác. Số 64 này, một bộ sẽ gồm 2 cây và 8 bi trượt luôn. Có giá là 1.200.000. Những cái bộ to này thì khách lạ thì cọc trước cho em 100.000 nhé. Còn khách quen thì em sẽ ship COD. Đây là cái bộ này là của cái giống như cái mẫu của mẫu số mấy nhỉ? Số 52 đấy. Tiếp theo chuyển qua mẫu 64 rồi nhỉ? Đến 65. 65 là một cây vít me. Mẫu này là cây vít me cơ nhá. Đây là sẽ có một cái bát gen đồng này các bác. Bát gen kiểu dạng tròn tròn như này này. Ở đầu đây là có hai cái bi này các bác. Mẫu này phần đầu trục ngoài em đo được là 15. Còn phần vít me mẫu này em đo được là 18 nha các bác. Mẫu này đo tổng cả chiều dài sản phẩm này sẽ được là 65cm. Hành trình này 14 này. Hành trình của nó được khoảng 53cm nha các bác. Số 65. Cái cây này của em sẽ có giá là 120.000. Cái này có một cây thôi nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 66. 66 này có nhiều này, có tận 4 cây cơ. Đây 66 đây. Ở đầu ngoài đây nó có một cái bu ly bằng nhôm này. Một đầu bên này sẽ có gối, có bi xoay nhá. Bên trên sẽ là một cái bát gen. Phần đầu trục của vít me là phi 10. Phần vít me này em đo được là phi 15. Phần bát gen đường kính đo được là 34. Mẫu này đo tổng cả chiều dài sản phẩm sẽ được là 58cm. Hành trình mẫu này bao nhiêu đây? Hành trình mẫu này là 45cm nha các bác. Hành trình dài. Mẫu số 66 này. Có giá là 120.000 một cây thôi. Giá rất là rẻ luôn. Và hàng đẹp nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 67. 67 cũng đang có 2 chiếc này. Một đầu sẽ có gối này các bác. Đầu bên kia thì không có nhá. Phần đầu trục em đo được là 8 ly. Phần vít me đo được là phi 15. Bát gen đường kính đo được là 34. Mẫu này chiều dài sản phẩm này em sẽ đo được tổng là 63,5cm. Hành trình mẫu này 27 này. 27 cộng với cả 22 là 40 mấy nhỉ? 49 ạ. Mẫu số 67. Một cây sẽ có giá là 120.000 thôi ạ. Mẫu này đang có 2 cây. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 68. 68 một đầu bên này sẽ có cái gối sắt nhá. Còn đầu bên kia này nó sẽ có cái kiểu gối vuông như này. Thế phần ở bên kia đang bị tụt cái gối bi ra. Kiểu em sẽ lắp lại cho các bác nhé. Đấy, bình thường cái bên này thì không thể tụt được. Nhưng mà cái đầu bên kia thì nó hay bị tụt cái phần gối ra. Nếu mà trong quá trình vận chuyển nó có lỡ bị tụt thì các bác nhận hàng lắp lại giúp em một chút là được nhá. Nó không ảnh hưởng gì hay là không hỏng hóc gì đâu ạ. Phần đầu trục mẫu này đo được là phi 10. Phần vít me em đo được là phi 15. Mẫu này phần bát gen đường kính đo được là 34 nha các bác. Đây, cũng lại sẽ là vít me bi đấy ạ. Mẫu này. Mẫu này đo tổng chiều dài sản phẩm sẽ được là 94cm. Để em xem hành trình là mẫu này hành trình cũng khá là dài luôn. 5, 49, 50. Hành trình mẫu này là 83cm nha các bác. 83cm. Mẫu số 68 này. Cái cây này sẽ có giá là 150.000 một cây. Mẫu này em đang có 2 cây đây. Đấy, bác nào mà làm một cặp luôn thì quá đẹp luôn này. Đấy, 2 cái đều rất là mới luôn nhá. Các bác nhìn thấy trên video này nó sáng đẹp lắm. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 69. 69 là cái mẫu này. Cũng là một mẫu vít me bi, hành trình dài này. Ở đầu đây nó sẽ có một cái motor nữa. Một cái motor step nha các bác. Trên đây nó ghi là điện là 12 đến 300V Make in Japan này. Hình thức cái motor này to đẹp. Trên đây sẽ có một cái phần khớp nối nữa này. Phần khớp nối mềm vẫn còn ở đây nhá. Mẫu này thì phần gen thì em sẽ đo được là phi 15. Phần bát gen này, đường kính bên ngoài đo được là 34. Mẫu này đang có 2 chiếc này. Hành trình cũng là hành trình dài nhé. Nếu mà đo tổng cả chiều dài, cả cái phần thân motor luôn này, tổng em ra đây sẽ được là 110cm này các bác. Còn hành trình, hành trình mẫu này bao nhiêu đây? 54 này. Hành trình mẫu này là 84cm nha các bác. Hành trình dài đấy. Mẫu số 69. Cái cây này có giá là 350.000 thôi nhá. Mẫu này em đang có 2 cây này. 350.000 là một cây nha các bác.
Đấy, tiếp theo em chuyển qua mẫu 60. 60 là bộ combo hai cây trục tròn. Mẫu này thì một đầu đây sẽ có một cái phần gối đỡ bằng nhôm này, còn bên trên là sẽ là cái phần nắp bằng sắt nhá. Ở đây là có các cái lông đen này, rất nhiều các cái vòng lông đen ở đây. Mẫu này của nó sẽ là trục tròn sắt đặc, ở đây em đo được là phi 25. Trên mỗi một cây trục thì nó sẽ có một bi. Mẫu này tổng chiều dài sản phẩm ở đây sẽ đo được là 31 cm. Bộ này sẽ gồm hai cây nha các bác. Mẫu số này có giá là 150.000 combo hai cây luôn. Giá rẻ luôn nha các bác. Phi 25 đấy ạ. Tiếp theo chuyển qua mẫu 71. 71 mẫu này. Mẫu này một đầu bên trên kia sẽ có một cái bi nha các bác, còn đầu bên này thì không có này. Phần đầu trục đo được là phi 12, phần vít me đo được là phi 15. Phần bát gen đường kính bên ngoài đo được là 30. Đây mẫu này đo tổng này, mẫu này đo tổng cả chiều dài sản phẩm sẽ được là 50 cm. Hành trình mẫu này 30 này. Hành trình mẫu này được 38 cm nha các bác. Mẫu số 71 mẫu này có một cây thôi, có giá là 100.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 72. 72 mẫu này em đang có hai cây đây, hai cây để cạnh nhau đây nha các bác. Mẫu này phần đầu trục của em sẽ đo được là bao nhiêu đây? Phần đầu trục của nó là phi 13, phần vít me đo được là phi 20. Đây, một trên đây sẽ có một bát gen, đường kính phần bát gen bên ngoài đo được là 34 ạ. Mẫu này đo tổng cả chiều dài sản phẩm này sẽ được là 85.5 cm các bác. Hành trình. Mẫu này hành trình là 30 này. Mẫu này hành trình dài nha các bác, 70 cm. Mẫu số 72 có giá là 150.000 một chiếc thôi, giá rẻ nha các bác. Hôm nay đúng kiểu là toàn hàng đẹp mà giá rẻ luôn ấy. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 73. 73 là mẫu này. Một mẫu vít me bi ở giữa nhá. Ở bên này nó sẽ có một cái bi trục tròn này. Cái này của nó là trục tròn lỗ trục mười mấy đây. Đây là lỗ trục 16 nha các bác. Phần khung này của nó sẽ là khung bằng sắt. Mẫu này phần vít me ở giữa đo được là phi 15. Mẫu này phần đầu trục của vít me bên trên này, ở đây em sẽ đo được là phi 11 nha các bác. Ở đây nó có một cái này lỗ kiểu như cái lỗ bi này các bác. Đấy, cũng thấy có hàng bi bên trong, không biết là nó sẽ là lắp được cái bi này đây. Kích thước phần khung của nó này, cái này bản rộng phần khung là được 26 cm. Tổng chiều dài phần vít me đo được là 49 cm nha các bác. Hành trình này 24. Hành trình mẫu này được 39 cm. Mẫu số 73. Cái cây này của em sẽ có giá là 150.000 nha các bác. Khung của nó sẽ là khung sắt đây ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 74. 74 này, mẫu này ở đầu đây sẽ có một cái phần gối này, nó đang bị tụt cái gối ra này. Có một cái bu ly bằng sắt ở đây nhá. Mẫu này phần vít me đo được là phi 12, còn phần đầu trục bố này nó sẽ là 8 ly nha các bác. Phần bát gen đường kính đo được là phi 30. Ở đầu ngoài đây có một cái bi này. Mẫu này đo tổng cả chiều dài sản phẩm sẽ được là 49 cm. Tổng chiều dài là 49 cm nha các bác. Còn hành trình mẫu này được bao nhiêu đây? 11 này. 11 đấy. Hành trình mẫu này được 36 cm nha các bác. Đây mẫu này là hàng của Made in Japan này, NSK. Đây là có cái phần cối này chắc là bị tụt ra, bị bỏ ra luôn. Mẫu số 74 này, 100.000. Mẫu này em có một cây thôi. Tiếp theo chuyển qua mẫu 75. 75 mẫu này em đang có 3 cây. Đây, một đầu đây sẽ có một cái phần gối bên này, còn đầu bên kia thì không có nha các bác. Mẫu này phần đầu trục đo được là phi 10, phần gen này đường kính em đo được là phi 15 ạ. Phần bát gen đường kính bên ngoài em đo được là 34. Mẫu này tổng cả chiều dài sản phẩm sẽ đo được là 80 cm. Mẫu này hành trình cũng dài đây, 9 cm này. Mẫu này là hành trình là 65 cm nha các bác. Mẫu số 75 có giá là 140.000 một chiếc thôi. Mẫu này em đang có 3 chiếc cạnh nhau đây. Đấy. Cái nào cũng đều rất là mới luôn ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 76. Mẫu 76 em có 2 chiếc nha các bác. Ở đầu ngoài sẽ có cái bu ly bằng sắt này. Đây này. Mẫu này phần đầu trục này của nó này, đem đo được là phi 12. Phần vít me thì em đo được là phi 20 ạ. Mẫu này em đo tổng cả chiều dài sản phẩm sẽ được là 62 cm. Hành trình này. Hành trình mẫu này được 44 cm nha các bác. Đây mẫu này cái phần bát gen bên ngoài to này, đường kính ở đây em sẽ đo là 46.
Đấy, đây là mẫu số 76 có giá là 230.000 một cây. Cái này em đang có 2 cây nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 77. 77 này, mẫu này phần đầu trục đo được là 8 ly, phần vít mem đo được là phi 12. Đây các bác, ở trên đây nó sẽ có một cái bát gen này, mẫu này hàng NSK Make in Japan này. Đẹp lắm, hôm nay vít me đẹp lắm các bác. Mẫu này tổng chiều dài sản phẩm sẽ được là 48,5 cm. Hành trình này, hành trình mẫu này là 36 cm nhá, vít me bi đấy ạ. Mẫu số 77 có giá là 100.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 78. 78 mẫu này đang có 3 chiếc. Đây các bác, một đầu đây sẽ có cái phần gối này, còn đầu bên kia nó sẽ có một cái bi. Phần đầu trục mẫu này đo được là phi 10, phần vít me em đo được là phi 15. Mẫu này tổng chiều dài cả sản phẩm luôn là được 46 cm ạ. Hành trình này, này hành trình được 29 cm. Mẫu số 78 có giá là 100.000 một cây nha các bác. Mẫu này em đang có 3 cây. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 79. 79 này là mẫu vít me này. Đây các bác, ôi cái mẫu này như nó bị tụt bi rồi. Mẫu này bị tụt bi rồi nha các bác. Thôi bỏ qua mẫu này nhá. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 80. Đây 80 là cái mẫu này. Mẫu này hành trình dài này, một đầu bên này sẽ có cái phần gối này, còn đầu bên trên này sẽ có cái bi nha các bác. Phần đầu trục em đo được là phi 10, phần vít me đo được là phi 15. Mẫu này phần bát gen đường đen kính và đem đo được là 34. Mẫu này cũng là hàng của NSK Make in Japan này các bác. Rất là sáng và đẹp luôn. Mẫu này em đo tổng cả chiều dài sản phẩm này, đây sẽ đo được là 86 cm. Hành trình mẫu này bao nhiêu đây? 33 này. Hành trình của nó là 73 cm nha các bác. Mẫu số 80 có giá là 150.000 một cây. Đây em đang có 2 cây. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 81. 81 là mẫu này, một mẫu vít me bi này. Ở đầu bên này sẽ có cái phần gối bằng nhôm, đầu bên kia cũng có gối nhôm nha các bác. Đấy. Nó sẽ có một cái motor ở đây. Phần đầu dây của nó vẫn còn này. Cái này phần motor nó ghi là AC sạc vô motor 200W, điện 200V, Make in Japan nha các bác. Phần khớp nối vẫn còn nguyên này. Mẫu này phần vít me em đo được là phi 15. Đây em đo tổng chiều dài nhá. Mẫu này tổng cả chiều dài sản phẩm này, tổng cả chiều dài sản phẩm là 105 cm. Hành trình của vít me 50 này. Hành trình của vít me được 80 cm nha các bác. Hành trình dài. Mẫu số 81 này. Mẫu này của em có giá là 300.000 thôi. Giá rất là rẻ luôn nha. Nếu bác nào có nhu cầu mua hàng thì mình chốt alo đặt hàng ủng hộ em nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Các bác xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ.